Cầu Bùng hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Nhưng với ông Ngô Sĩ Ái, nguyên trung đội trưởng dân quân xã Diễn Kỳ, nơi này gắn với một kỷ niệm không bao giờ quên. Cách đây vừa tròn 50 năm, vào ngày 4 tháng 3 năm 1965, ngay tại Cầu Bùng thuộc xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, ông Ngô Sĩ Ái cùng với người anh họ của mình là Ngô Sĩ Gườm đã bắn rơi một chiếc máy bay ném bom RF-101 của đế quốc Mỹ. Điều đặc biệt, các ông bắn hạ chiếc máy bay khi vừa nhận khẩu trung liên và hai băng đạn từ huyện đội Diễn Châu và đang trên đường trở về nhà. Huyện giao cho khẩu súng trung liên. Nhận xong rồi chúng tôi lau chùi đạn và thông nòng về, vừa đi vừa chạy về đến Cầu Bùng thì nghe tiếng hai chiếc máy bay xuất hiện từ dưới biển vào. Thì chúng tôi lập tức quỳ xuống cho đồng chí Ngô Gườm lên đạn chuẩn bị bắn chiếc máy bay đầu tiên. Thì đến khi máy bay bổ nhau thì tôi sẽ quỳ xuống, hướng tôi nhìn luôn luôn là nhìn mục tiêu chiếc máy bay. Đến khi bổ nhào xuống thì đồng chí bóp cò là một lần là 3 viên, một lần 3 viên, 6 viên. Chiếc máy bay đó là phụt khói ra, chiếu theo lòng sông. Sau khi cố tình ngụy tạo ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ, ngày 5 tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ bắt đầu leo thang đánh phá miền Bắc nước ta. Khu vực ven biển Nghệ An trở thành một trong những trọng điểm ném bom và đánh phá của không quân và các hạm đội tàu chiến của Mỹ. Trước tình hình đó, tại các vùng quê ven biển, nhiều người tự nguyện xung kích vào lực lượng dân quân với nhiệm vụ vừa bám biển khai thác, vừa đánh địch. Hàng trăm máy bay, tàu chiến và kẻ địch đã bị lực lượng dân quân biển Nghệ An tiêu diệt. Ông Bùi Sĩ Hậu ở thôn Phú Liên, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu là một trong những chiến sĩ được dự lễ truy điệu của chính mình trước khi tham gia trận đánh hạm đội tàu chiến Mỹ trên khu vực Vịnh Bắc Bộ vào ngày 18 tháng 8 năm 1965. Với 4 thuyền buồm, loại thuyền gỗ nhỏ, lực lượng dân quân biển Quỳnh Long đã đánh chìm một tàu chiến và nhiều kẻ địch. Là hạm đội của nó là 3 chiếc, đi lúc nào 3 chiếc hết. Hồi đó là mình thủ công thì cũng chưa, ngay thuyền tôi là thuyền trực chiến thì tàu nó là áp mạn lên mũi luôn. Thuyền trưởng nhà tôi là với phát quả, 3 đồng chí mang thủ pháo là lên tàu thì khi đó mới giật nổi. Thế còn nó là hai á là đồng đội bắn nó là B-40 lại. Những chiến công của các chiến sĩ dân quân biển trong những ngày tháng cả nước ra trận không bút mực nào tả xiết. Lòng gan dạ, quả cảm, đức hy sinh cao cả của những chiến sĩ dân quân biển đã viết nên nhiều huyền thoại về tình yêu quê hương, đất nước. Đó chính là niềm tin để các thế hệ của ngày hôm nay mãi mãi học tập và noi theo.